Xin chào tất cả các bạn, Quỳnh Nga đang có mặt tại xưởng ô tô Hà nằm trên phố Ken Tracer 69. Và đây là một xưởng sửa chữa xe ô tô rất là uy tín đối với người Việt cũng như với cá nhân Quỳnh Nga. Trân trọng kính mời các quý vị chúng ta hãy đến với xưởng ô tô Hà và các quý vị cũng có thể gọi điện theo số điện thoại 0172 1986665 0160 0, 0160 quỳnh nga xe bị hỏng aku và đang vào thay mặc dù bây giờ đã là sắp đến giờ đóng cửa rồi nhưng các anh em vẫn rất nhiệt tình và chị nga cảm ơn hà rất nhiều một người em trai hà nội rất là đáng quý luôn luôn giúp đỡ chị cảm ơn em